Kênh YouTube Bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4, em với ba em sẽ bắt đầu thu hoạch vườn nho móng tay đen, đang được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả các anh chị trên 63 tỉnh thành đó. Và đây là mô hình vườn chữ Y này, đã được farm em thu hoạch mấy bữa giờ cũng rất là nhiều rồi đó. Thì mời các anh chị gặp ba của em nhé. Thành quả lao động mấy năm nay đã thành công. Dạ con chào ba. Chào con. Dạ thì hiện tại thì hai ba con mình đang chuẩn bị thu hoạch vườn nho ngón tay đen. Thì hiện tại nho này thì farm mình đã bấm cành tới giờ là được mấy tháng, và hiện tại là mình thu hoạch sản lượng như thế nào, và cũng như là trời mưa như thế này có ảnh hưởng gì cây nho không ba? Thì trước hết xin chào các anh chị và các bạn. Dạ đó, hôm nay là cũng tôi cũng chia sẻ với anh chị các bạn là cái nho hạ đen của nho móng tay đen. Dạ, quay nhiều hạ đen quá nên lúc nào cũng bị liệu. Đó, nho móng tay đen. Dạ. Đó là từ ngày tính từ ngày bấm đến nay là cũng được 4 tháng 5 ngày. Dạ rồi. Đó là nho nó cũng bắt đầu chín. Dạ. Đó, nó cũng bắt đầu ngọt rồi. Dạ. Thì hôm nay là trời cũng báo là dự báo trước là áp thấp nhiệt đới. Dạ. Cũng mưa. Dạ. Đó, hiện nay mưa là tôi đang mặc áo mưa. Đây, mưa. Đó. Là mưa nhưng mà cái trầm nào nó chín là cũng vẫn thu hoạch. Dạ, bình thường. Đó. Đó là nói chung là cái nho móng tay đen này á là đó, bữa nay là các bạn nhìn thấy chị xem nha. Đó, cũng nhìn đây, xem là đó, cái chùm rất đẹp. Đây. Đó, trái nó chín rất đẹp. Đó, đen lên rồi nè. Đó, nó đen. Nó có nặng ký, nó nặng ký và nó được sản lượng. Dạ. Đó. Ăn thì chất lượng nó cũng ngọt. Đó. Rất ngọt. Ngon ngọt. Đó, giòn. Đặc biệt là không hạt. Dạ. Và đặc biệt là trồng trực tiếp tại Ninh Thuận và Việt Nam mình, nên là đảm bảo khi thu hoạch xong tới khách tiêu dùng tích tắc trong ngày hoặc qua ngày mai, nên là ăn cực kỳ tươi và đảm bảo là không chốc bảo quản. Vậy thì ba hãy dẫn các anh chị đi qua cái vườn ngón tay đen, cái vườn mà trồng vàng truyền thống của mình để thu hoạch nho, để các anh chị chờ lâu quá rồi. Thì bây giờ các bạn và anh chị cùng tôi để xem đã thu hoạch nho. Dạ. Bắt đầu là tôi thu hoạch. Dạ. Đây là lưới để bảo vệ khi chim nó giúp bay vô nó sợ, hay là nó dính vô thì nó hạn chế. Đây thì sáng giờ thì farm em đã thu hoạch 30 kg rồi, và hiện tại là bắt đầu khách đặt hàng và farm em tiếp tục thu hoạch. Đây. Đó. Chùm rất là chín đẹp. Wow. Các bạn anh chị là nhìn thấy nè. Dạ. Rất đẹp. Mấy cái chùm này là nó chín đen rồi nè. Dạ. Là bắt đầu là tôi thu hoạch luôn. Tôi thu hoạch nè. Dạ. Đó. Đó là các bạn là bắt đầu là tôi cắt cái chùm này. Đó. Là mình làm nói chung một thời gian mà mình làm cây con. Dạ. Rồi lên bây giờ nó cho quả. Dạ. Đó. Rồi, đây em sẽ quay. Thì mình rất mừng. Dạ. Đó. Cái quả nó là nó dài. Dạ. Mà nó cứng. Dạ. Đó. Ăn rất là giòn nha. Ăn rất là giòn. Đó. Và đặc biệt là không hạt nha các anh chị. Đó. Là mình làm nho mà cái giống lạ này mà mình làm ra cái được thành quả là mình rất mừng. Dạ. Đó. Đây. Không khác gì nho ông ba chỉ cắt một cái chỉ nửa đôi ra cho các anh chị xem luôn. Đây nè, trái này. Đó. Đây là vườn nho cũng trong năm đầu nha các anh chị. Nên là đôi lúc cái này là farm em để quả nhiều nên trái nó nhỏ, nên là qua những vụ sau thì farm em sẽ tỉa thưa số lượng, thì giúp mục đích là quả nó dài ra hơn và nó có bề ngang hơn. Thì chờ đợi mùa sau trong vòng khoảng 6 tháng. Đó, các bạn nhìn là nho là chỉ ra là không có hạt. Các anh chị xem. Đó. Không có hạt. Ừ. Nếu mà em quay lên mà em không nói tại farm em thì chắc các anh chị nghĩ là ở một nước Úc xa xôi, hay là ở các quốc gia
trồng nho có kỹ thuật tiên tiến thôi, nhưng mà đem đến chính lại đây là nho tại Ninh Thuận và hay là ở farm em là farm Hồ Nguyễn Farm nhé, đó Nam Trà Hồ Nguyễn. Rồi rồi đó, bây giờ là tôi cắt tiếp. Hả? Các anh chị thấy mà những cái quả nho nó rụng á, thì cái đó cái là do ông bị chích á, cái cuốn là nó bắt bấm. Ồ, cái kéo này mà tôi bấm, dạ đây cuốn tôi bấm là một giấc nó mới chất. Đó, cuốn nó bắt cứng. Dạ, hiện tại thì cái nạn ong ruồi rất phổ biến, nên là farm em qua cái vụ tới sẽ bắt đầu dùng hệ thống mùng che để hạn chế cái lượng ong ruồi, chứ cái nạn ong ruồi rất là nguy hiểm đối với cây nho. Cái này là nó bị ong ruồi chết nha các bạn. Dạ. Mình phải làm cho kỹ. Dạ. Dần lấy dần mầm mò. Dạ. Cho ong ruồi ghê lắm. Dạ. Nó chích là hao hết. Cái nạn ong ruồi là hầu như ở tất cả các cây trồng đều bị ảnh hưởng, nên là farm em đang nghiên cứu và sẽ bắt đầu ứng dụng vào mùa sau. Và thường mà nho chín thì mình sẽ vừa là song song với là cái niềm vui của mình là sau bao nhiêu tháng mình chăm sóc thì đến ngày thu hoạch, thì bên cạnh đó là có những nỗi lo gì hả ba? Nỗi lo gì mà để ảnh hưởng cái quả nho mình mà không đẹp như mong muốn này, hư hỏng hay là như thế nào hả ba? Thì có cái mình làm thành quả ra mà chín thì mình rất mừng. Dạ. Còn nỗi lo là mình lo là nếu mà mình không có giữ cái con ruồi vàng được á, dạ, thì nó chích. Dạ. Con ruồi vàng á là nó chích vô là nó bị thúi. Dạ. Là nó rụng cũng hao. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là sợ trời mưa nhiều. Dạ, mưa nhiều. Đó, mình làm vài trời nữa. Dạ. Không có mấy chi thì sợ mưa nhiều. Dạ. Đó, là mưa nhiều là nó cũng ảnh hưởng cái nó cũng hư nho phần nào. Dạ. Đó, nói chung là nho mấy cái dòng này thì nó cũng ít nhất. Dạ. Nhưng mà mưa nhiều thì nó cũng ảnh hưởng lắm tháng thư rồi. Dạ, nó ăn vào rồi. Đó, nó cũng bị tháng thư rồi. Dạ. Chính, nhưng mà chính thì mưa nhiều là nó cũng bị tháng thư nữa. Dạ. Đó, cho nên nó lo là mình lo là cái vấn đề đó. Dạ. Đây, cái anh chị vừa hôm bữa em quay rất là dày, nhưng mà bây giờ cũng may được rất nhiều anh chị ủng hộ nên là bắt đầu đã thu dần rồi nè. Đó, đây này. Đây, các anh chị xem. Đó, rất là đẹp nha. Đó, đây. Đó. Hay ở Việt Nam mình gọi là ngón tay đen. Đó, nhưng mà tên chủng của nó là Black Sapphire nha các anh chị. Đó. Đó, đây. Cái chùm nha này rất là đẹp luôn. Hiện tại thì farm em sẽ thu hoạch hầu như là gần hết cái vườn nho này luôn đó. Đó. Còn cái vườn nho phía trên kia nữa thì nó chưa chín, thì để chờ thêm qua mưa rồi em sẽ thu hoạch. Đó. Rồi cái cuốn rất là cứng không ba? Cứng. Cuốn là bấm vô là nó đây. Phải rén nó mới xuất. Dạ. Đó. Và em chia sẻ cho các anh chị cái vị nho thì với điều kiện mà khí hậu nắng nóng và khắc nghiệt ở Ninh Thuận, nên là sẽ giúp cho cái quả nho này đó ăn nó có những cái hương vị rất là trưng đó. Về phần vỏ này thì đảm bảo thì nó sẽ hơi có vị chát nhẹ đó, và ăn vào bên trong á thì cái cơm nho rất là giòn và đảm bảo là cái độ ngọt nó rất là cao, nó từ 18 trở lên đó, nên là các anh chị ăn đảm bảo là sẽ rất là thích thú. Đây, mình chị xin này. Ở bên đây cũng có một vỏ này. Rất là đẹp. Đây, còn mấy trong này là chuẩn bị thu hoạch hết luôn. Thì qua mùa sau thì em với ba em sẽ chia sẻ chuyên sâu và kỹ thuật xử lý đối với giống nho ngón tay đen này, thì các anh chị hãy chờ đợi ở những video sau thì em với ba em sẽ chia sẻ nhé. Đó, thì hiện tại mưa đang chuẩn bị lớn rồi nên em với ba xin phép dừng ở đây để tiếp tục công việc thu hoạch nho. Thì con thay mặt các anh chị cảm ơn ba rất là nhiều. Đó, dù trời mưa
cũng cố gắng quay lên để cho các anh chị xem và chiêm ngưỡng cái vườn nhông ngón tay đen của mình đang thu hoạch. Thì sau đến đây là trồng mưa, là tôi cũng xin chào các anh chị và các bạn để tôi tranh thủ thu hoạch nho cho nó xong. Nhưng mà chúc các anh chị và các bạn đó là nếu mà trồng có trồng móng tay đen thì cũng ráng chăm sóc đó, để là mình ráng chăm sóc thì nó có thành quả đâu. Đó là bữa nay là tôi cũng hoàn thành là thu hoạch, rất mừng. Thôi đến đây cũng xin chào các anh chị và các bạn. Rồi đó, hiện lại cái video sau. Xin chào. Xin chào. Vậy video của em với ba đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé.